xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm cách trồng cây các bạn nhé. Tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về cách trồng những khóm nghệ đen hiệu quả nhất các bạn nhé. Gia đình tôi có một mảnh đất vườn và chúng tôi đã định hướng quy hoạch làm đất để trồng những khóm nghệ đen, tăng thêm phần thu nhập cho gia đình tôi. Và chúng tôi đã làm những luống đất gọt ghẽ, sau đó đi chợ mua chọn những củ sống nghệ đen về để trồng. Chúng tôi đã trồng như sau: tôi cuốc từng hốc theo dẻo hai dọc hai bên rễ luống. Tôi cuốc hốc hàng cách hàng 50 phân, hốc cách hốc 40 phân, và cứ thế tôi cuốc hết dọc theo luống hai bên mép rãnh. Hai hàng hai bên rãnh. Và khi cuốc hốc hết lượt những luống đất, sau đó tôi rải một lượt phân hữu cơ xuống đáy hốc và lấp một lượt đất màu lên trên mặt phân hữu cơ ở đáy hốc. Sau đó hạ những mầm nghệ xuống và lấp phủ đất màu lên mặt mầm kín mỏng và phun tới nước mát cho những hốc mầm nghệ. Sau đó phủ một lượt mùn mỏng lên mặt các hốc củ sống nghệ, tránh cỏ mọc và lắng khô đất. Mầm sẽ lâu sủi
mầm. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.